Hello YouTube, lại là mình, CodeExplore đây, một platform chia sẻ những kiến thức về lập trình và trí tuệ nhân tạo dành cho các bạn trẻ. Và hôm nay CodeExplore rất vui khi được gặp lại các bạn trong series Tự học Data Science dành cho người mới bắt đầu. Trong những tuần trước thì mình đã giới thiệu đến các bạn về thư viện Pandas cũng như là hướng dẫn các bạn thành thạo trong việc sử dụng và làm quen với những kiểu dữ liệu mảng NumPy cũng như là cách để trực quan hóa dữ liệu Data Visualization với lại thư viện Matplotlib. Và trong video của tuần này thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về thư viện Seaborn. Thì Seaborn cũng chính là một trong những cái thư viện của Python giúp cho các bạn trong việc trực quan hóa dữ liệu, hay người ta biết đến là Data Visualization Library. Và Seaborn này thì được build, là được xây dựng dựa trên Matplotlib, và nó cung cấp những cái high level interface, tức là những cái interface bậc cao, những phương thức bậc cao giúp cho các bạn có thể dễ dàng vẽ được những cái đồ thị statistical graphics, là những cái đồ thị về thống kê rất là informative và attractive, là đầy đủ thông tin cũng như là lôi cuốn hút. Đến đây thì các bạn sẽ thắc mắc là tại sao CodeExplore đã giới thiệu cho các bạn về Matplotlib nhưng mà hôm nay lại còn giới thiệu thêm về Seaborn. Thì thật ra hai cái thư viện này nó đều là những cái Redis Visualization Tools, tức là những cái công cụ giúp trực quan hóa dữ liệu tốt nhất của Python. Trên thực tế khi mà các bạn làm việc với lại những cái Data Science và Machine Learning Project, tức là những cái dự án về khoa học dữ liệu cũng như là về máy học, người ta cũng dùng Seaborn khá là nhiều. Đó là lý do vì sao hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn về thư viện Seaborn. Mình cũng sẽ có một cái so sánh nho nhỏ là tại sao đã có Matplotlib mà lại cần Seaborn. Thì Matplotlib thì nó sẽ dùng cho các bạn trong việc các bạn vẽ những cái gọi là basic plot, tức là những cái đồ thị đơn giản chẳng hạn như là bar chart, line chart, scatter và histogram mà mình đã giới thiệu trong video của tuần trước. Còn lại về Seaborn thì các bạn sẽ giúp cho các bạn vẽ những cái statistic visualization, tức là trực quan hóa những cái dạng dữ liệu thống kê. Summarize là các bạn phải tóm tắt được cái dữ liệu của bạn bằng đồ thị cũng như là cho thấy được những cái distribution, những cái phân bổ trong dữ liệu của các bạn. Thì đó là một cái lý do rất quan trọng mà vì sao người ta vẫn hay dùng Seaborn. Thì nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết về thư viện Seaborn hay là các bạn đã biết sơ sơ thì đừng lo lắng. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cụ thể từng bước một để các bạn có thể vẽ ra được những đồ thị như thế này. Và trong phần cuối của video thì mình sẽ cùng các bạn làm một project để trực quan hóa dữ liệu dạng bảng như thế này, vận dụng những kiến thức đã học về Seaborn để có thể làm ra một cái đồ thị correlation matrix giúp cho các bạn biết được những cái tương quan của những cái chất dinh dưỡng với nhau, thay vì chỉ nhìn vào một cái bảng dữ liệu table thì các bạn sẽ khó mà hình dung ra được những cái tương quan giữa các dữ liệu với nhau. Trước khi bắt đầu, nếu như đây là lần đầu tiên các bạn biết đến CodeExplore thì các bạn hãy cho mình một subscribe cũng như nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất. Song song với việc xây dựng YouTube channel thì mình cũng đang xây dựng một GitHub repository có tên là CodeExplore Repo. Thì ở đây mình sẽ tổng hợp và tóm tắt những kiến thức ở dưới dạng ebook. Các bạn có thể vào github.com/CodeExploreRepo rồi các bạn chọn cho mình repository. Và ở trong repository này thì mình đã xây dựng rất nhiều những cái repo khác nhau, và hiện tại thì mình đang tập trung xây dựng repo về data science có tên là Data Science Handbook, tức là quyển sách về khoa học dữ liệu. Và mình sẽ chia thành rất nhiều phần, mà đầu tiên là sẽ về intro là giới thiệu cũng như là những cái data pre-processing, rồi mình sẽ nói về những cái mô hình máy học như mô hình regression. Ngoài ra thì mình có những cái appendix, tức là những cái thông tin thêm, ví dụ như công việc cụ thể cho ngành data science cũng như những cái cheat sheet về pandas, NumPy, Matplotlib, Scikit-learn và những cái command line về Conjure và những một số kiến thức về statistics. Mình cũng tổng hợp lại những cái nguồn, những cái resources để cho các bạn có thể đọc thêm về machine learning và data science. Thì đó là cái GitHub repo. Các bạn có thể fork hoặc là star repo để có thể nhận được những update mới nhất. Để bắt đầu chúng ta cùng nhau mở Anaconda Navigator lên nha các bạn. Thì nếu các bạn nào chưa biết về Anaconda Navigator thì nó chính là một cái graphical user interface, là một cái giao diện người dùng mà do Anaconda cung cấp, giúp cho các bạn có thể launch, là các bạn có thể mở những cái tool, những cái công cụ mà tích hợp ở trong Anaconda. Trong nội dung của video này chúng ta cần mở đó chính là Jupyter Notebook, thì các bạn sẽ bấm vào đây launch thì nó sẽ tự động khởi tạo cái localhost, nó là một cái host ở ngay cái máy tính của các bạn để có thể mở lên cái Jupyter Notebook. Thì bây giờ nó đã ra được cái giao diện của Jupyter Notebook, đó chính là một cái web page, tức là một cái ứng dụng web và là chạy ở trên ngay tại cái máy tính của các bạn. Có rất là nhiều thư mục ở đây tương ứng với lại những cái folder ở trong máy tính. Thì mình sẽ vào thư mục desktop, tức là cái màn hình desktop của mình. Rồi sau đó mình sẽ chọn đó là new, rồi folder, tức là tạo một cái folder mới. Để rename, các bạn phải chọn vào đây, các bạn click rename. Thì ở cái folder này mình có thể đặt đó là Seaborn Tutorial, tức là hướng dẫn về Seaborn. Và ở bên trong Seaborn folder thì mình sẽ tạo một cái notebook. Notebook này sẽ chạy ở Python 3.
thì nó sẽ tùy thuộc vào cái Anaconda mà các bạn chọn. Thì mình đã tải Anaconda tích hợp với Python 3.8. Và bây giờ thì mình sẽ đặt tên của cái notebook này, đó là Seaborn Tutorial. Rồi mình rename lại nha các bạn. Bây giờ quay trở lại cái màn hình desktop, các bạn sẽ thấy ở trên cái màn hình desktop của mình hiện tại đó là tạo ra một cái folder mới có tên là Seaborn Tutorial. Và khi mà mình click vào trong cái folder này thì các bạn sẽ thấy có một cái file có tên là seaborn-tutorial.ipynb, tức là cái Jupyter Notebook của mình đã được khởi tạo. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau code một cái title cho cái Jupyter Notebook này nha các bạn. Thì các bạn sẽ chuyển thành cái cell này thành markdown, các bạn có thể dùng dấu thăng. Dấu thăng này để chuyển headings, nếu mà một thăng đó là heading 1. Rồi mình ghi là Introduction to Seaborn. Rồi mình chạy thử nha. Thì đây là cái heading thôi chứ không phải là code. Bước đầu tiên là mình sẽ import các cái module. Thì module đầu tiên là pandas, import pandas spd. Rồi đến numpy, import numpy snp. Rồi matplotlib là import matplotlib chấm. Rồi mình sẽ gọi cái API pilot ra, thì mình chấm là splt. Bởi vì á là cái dữ liệu thì các bạn sẽ làm việc là dữ liệu ở dưới dạng là data frame hoặc là những array, nên các bạn phải cần import pandas và numpy. Ngoài ra thì cái seaborn nó được xây dựng dựa trên matplotlib với module pyplot, nên các bạn cũng phải import luôn pyplot. Và nhân vật chính của ngày hôm nay đó chính là seaborn, thì các bạn chỉ cần import seaborn as sns. Thì lý do vì sao mình chọn anaconda, thì vì anaconda nó đã tích hợp và cài sẵn những module này rồi, nên là các bạn không có cần thiết phải cài đặt thêm. Nên để dễ dàng hơn, mình đã chọn Anaconda. Nếu bạn nào chưa biết về Anaconda cũng như là cách cài đặt thì mình đã có làm một video hướng dẫn cách cài đặt môi trường để học lập trình trí tuệ nhân tạo cho các bạn. Các bạn có thể click ở phía bên trên góc phải của màn hình. Rồi bây giờ các bạn chạy thử nha, các bạn hãy bấm Shift Enter thì là cái module này tự động chạy luôn. Shift và Enter nha các bạn. Đấy là 4 module đã được import xong. Ngoài ra thì để đảm bảo cho là cái ảnh, cái những cái figure của seaborn hay là matplotlib nó luôn nằm ở trong cái Jupyter Notebook này, các bạn hãy note cho mình cái command đó là thăng matplotlib rồi inline. Thật ra thì bây giờ thì là cũng không cần thiết sử dụng cái này đâu, nhưng mà thôi có cũng vui nên là mình cứ gõ thôi, thì nó cũng chả có ảnh hưởng gì đến cái này hết. Nhưng mà có những cái bản cũ á, thì nếu các bạn không dùng cái này thì khi mà các bạn chạy một cái hàm float thì cái ảnh nó sẽ tự động mở một cái trang khác. Đó là giờ mình cần cái matplotlib inline này. Rồi đầu tiên á là chúng ta cần một cái loại, cần có một cái dữ liệu để vẽ. Thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dữ liệu có sẵn ở trong cái seaborn, thì các bạn chỉ cần print cho mình nha. SNS, các bạn sẽ có một cái hàm là get. Get các bạn bấm tab, rồi nó sẽ ghi là get dataset names, tức là seaborn nó sẽ cung cấp cho các bạn khá là nhiều những cái dataset, những cái tập dữ liệu. Thì mình sẽ coi là nó có những cái cặp dữ liệu nào, thì mình sẽ là get dataset names để coi tên của từng tập dữ liệu một. Thì đây là tất tần tật những cặp dữ liệu mà seaborn có sẵn để cho chúng ta có thể dùng thử và vẽ trong cái nội dung của bài hôm nay. Thì bây giờ mình sẽ list down ra một số cái đồ thị rất là phổ biến của seaborn. Những cái này nó gọi là numerical floats, tức là vẽ những cái đồ thị mà dựa trên những cái số liệu, gọi là numerical floats. Thì chúng ta sẽ có một cái là distribution. Thì distribution tức là phân bổ. Thì đối với phân bổ thì chúng ta sẽ có hai loại, đó là histogram cũng như là KDE, hay còn được biết đến đó là kernel density estimate. Histogram như các bạn cũng đã biết trong video về matplotlib mình cũng đã trình bày, thì histogram là biểu đồ phân phối tần suất. Còn KDE này đó chính là một dạng cũng tương tự như histogram, nhưng mà nó sẽ là một đường cong ước lượng estimation của cái phân phối đó bằng cách sử dụng một ước lượng mật độ hạt nhân. Thì tí nữa mình sẽ cho các bạn thấy được cái đồ thị KDE nó sẽ như thế nào. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm là bar plot là biểu đồ cột, count plot là cái biểu đồ thể hiện số lượng, phase plot là một cái kiểu đồ thị mà nó sẽ ở dưới dạng là 2D. Nó sẽ có gồm có trục tung và trục hoành. Thì trục tung là nó sẽ xác định bởi một cái biến là biến số 1, và trục hoành thì nó được xác định bởi một cái biến số 2. Thì đừng lo lắng, tí nữa mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn chi tiết về cái biểu đồ phase plot này, và nó khá là thông dụng trong cái quá trình các bạn làm việc với lại những cái project về machine learning và data science. Rồi tiếp theo là box plot, thì nó như là cái biểu đồ nến. Ngoài ra chúng ta còn có một cái biểu đồ join plot, một biểu đồ rất là hữu ích để hình dung một phân phối chuẩn của hai biến. Và cuối cùng thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn về heatmap. Heatmap là một cái kỹ thuật trực quan hóa dữ liệu mà cho thấy được cường độ của một hiện tượng ở màu sắc hai chiều. Thì cái biểu đồ này thường là chúng ta sẽ thể hiện vẽ những cái correlation matrix, là những cái ma trận tương quan giữa các biến với nhau, để chúng ta thấy được là cái biến nào có độ tương quan mật thiết với nhau. Nên là chúng ta sẽ cần dùng cái biểu đồ này để cho thấy được cường độ của một cái hiện tượng nào đó theo màu sắc ở dạng hai chiều. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với lại cái biểu đồ đầu tiên, đó chính là
distribution plot. Thì để mình viết cái title ở đây thì distribution plot hay còn được đến là univariate distribution observation, tức là cái biểu đồ distribution này sẽ vẽ ra những cái phân phối của univariate, tức là có những cái quan sát trong một biển duy nhất. Thì để bắt đầu thì chúng ta sẽ cùng nhau nhập dữ liệu, chọn một cái loại dữ liệu. Thì bây giờ mình sẽ chọn cái dữ liệu tips này đi. Tips là tức là tiếng tips đó các bạn. Mình sẽ gọi cái module SNS này ra, thì tức là module seaborn đó các bạn. Rồi seaborn thì nó sẽ có cung cấp cho mình một cái method đó là load dataset. Thì trong load dataset chúng ta chỉ cần nhập cái dataset name ở đây chính là tips, rồi chúng ta sẽ lưu nó là tips gạch dưới df data frame. Thì cái sau khi nó sẽ load dataset tips thì tip này vào, nó sẽ lưu ở trong cái data frame có tên là tips underscore gạch dưới data frame. Các bạn chạy cho mình nha, các bạn chạy là shift enter. Thì bây giờ là cái tip data frame đó là load ra, thì chúng ta cùng gõ tip tips df rồi chấm head để mình sẽ xem coi là cái dữ liệu này như thế nào trước đã. Thì đây chính là cái dữ liệu tips tiền tip nha các bạn. Thì nó sẽ có cái cột như là total bill, tức là cái tổng tổng giá trị của cái bill, tổng giá trị của hóa đơn. Nên ví dụ ở đây mình sẽ có là 16.99 đô, thì tiền tip đó là hết 1 đô, và cái người khách hàng mà order cái món này là có giới tính là nữ, female female và smoker thì là không không có hút thuốc, và cô ấy vào cái nhà hàng này vào ngày chủ nhật, và thời gian là dinner, tức là cô này vào đây ăn tối, và size cái order này là có 2 người tất cả. Thì đấy là cái dữ liệu tips. Nhưng mà nhìn vào đây thì các bạn sẽ không biết được là cái dữ liệu này nó sẽ như thế nào. Đó là lý do vì sao mà chúng ta sẽ sử dụng là cái những cái module để visualization là trực quan hóa, chẳng hạn như là Matplotlib hay Seaborn, để chúng ta có thể understand, là chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái dữ liệu của chúng ta. Thì đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về distribution plot. Thì đối với distribution plot như mình đã mention, mình đã đề cập, thì nó có sẽ có 2 dạng, đó là histogram. Thì để vẽ histogram là các bạn chỉ cần dùng his plot như thế này. Rồi bây giờ mình muốn coi là cái tiền tips này á nó phân bổ như thế nào, tức là có là nhiều nhất là bao nhiêu tiền, ít nhất là bao nhiêu tiền, và trung bình mỗi khách hàng đến đây thì người ta trả tỷ giá nó tầm khoảng bao nhiêu. Thì chúng ta có thể dùng cái hàm histogram plot, rồi chúng ta sẽ specify cho mình là giờ các bạn sẽ ship tab, thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ yêu cầu các bạn là biến là data thì bằng cái gì đó, rồi rất nhiều thứ hue rồi ways rồi start rồi bins là auto tự chọn. Rồi thì bây giờ mình sẽ specify data, đó là dữ liệu, thì bằng là tips df. Nhưng mà như mình đã mention ở đây thì cái distribution plot này chỉ là univariate, nên các bạn sẽ chọn cho mình một cái biến duy nhất ở đây. Thì mình sẽ chọn cái cột total bill. Thì để chọn cái cột total bill, các bạn chỉ cần gõ cho mình là mở ngoặc vuông, xong rồi các bạn gõ tên là total bill, rồi mình chấm phẩy, mình chạy nha. Thì bây giờ nó đã vẽ ra cho mình phân phối của cái column total bill này. Thì cái total bill này nó đã break down, đã chia nhỏ ra thành những cái giá trị đơn hàng. Ví dụ như những cái bill nào, những cái hóa đơn nào mà dưới 10 đô thì chúng ta sẽ có khoảng là các bạn giống qua cái cột count này, các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ có khoảng 15 cái đơn hàng là nó rơi vào khoảng từ từ 8 đến 10 đô. Và cái đơn hàng mà nhiều nhất đó là nó cũng nằm trong khoảng từ 10 đến 20 đô, tức là nó khoảng 15 đô. 15 16 đô thì nó có đến khoảng gần 50 đơn nó có giá trị là từ khoảng là 15 đến 16 đô. Tương tự như vậy, các bạn sẽ thấy ở đây những cái hóa đơn mà từ 40 đến 50 đô thì rất ít người order, chứ nó chỉ khoảng dưới khoảng 10 cái hóa đơn như vậy thôi. Và cái hóa đơn rẻ nhất thì cũng là khoảng từ 4 đến 5 đô thì cũng rất ít người order luôn. Thì để test là kiểm tra thử coi là những cái nhận định mà mình vừa rút ra từ cái đồ thị này, chúng ta có thể dùng cái hàm value count để mình count coi là mình đếm coi là có thật sự là những cái bill mà nó nhiều nhất trong làm nằm trong khoảng từ 13, 14, 15 đô như vậy không. Thì mình sẽ dùng là tips, rồi xong mình sẽ specify cái column là total bill nha các bạn. Rồi mình sẽ dùng cái hàm là value count, rồi chúng ta sẽ dùng cái hàm là short value. Rồi các bạn chạy thử nha, short value. Thì những món hàng mà có cái phân phối thấp nhất đó là một một đơn hàng nó chẳng hạn như nó nằm ở khoảng 30 nè, 40 nè, 40 đô nè, đây đây nó là ít đúng không. Rồi rồi bây giờ mình sẽ cho nó ascending bằng false đi để mình coi là giá trị cao nhất. Thì đúng là những cái đơn hàng mà nó giá nó tầm khoảng là 13 nè, thì các bạn sẽ thấy đây có 3 đơn nó là cao nhất luôn. Nhưng mà cái value count trong trường hợp này nó cũng không giúp cho các bạn
hiểu được cái phân phối của các bạn bằng cái đồ thị histogram. Tại vì thật ra 13 đô 42 này chỉ có ba cái giống nhau như vậy thôi, nhưng mà khi mà các bạn bỏ vào trong cái biểu đồ phân phối, dạng phân phối như thế này, các bạn sẽ thấy ồ, thật ra những cái nằm trong cái khoảng từ 13, 14, 15 nó rất là nhiều, gần 50 đơn như vậy. Trong khi những cái đơn hàng mà giá trị thấp hơn thì nó chỉ có khoảng được 1, 2, 3 đơn mà thôi. Thì qua qua những cái ví dụ cụ thể như vậy thì các bạn hiểu được cái sức mạnh của việc visualization, tức là trực quan hóa những cái dữ liệu, để chúng ta có thể hiểu được những cái meaningful data. Một hàm distribution khác mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là KDE, hay còn được biết đến đó là Kernel Density Estimate, là một dạng trực quan hóa sự phân bố dữ liệu và nó tương tự như là histogram. Thì cái này nó sẽ sử dụng một cái là gọi là Continuous Probability Density Curve. Rồi thì để vẽ cái hàm này thì mình cũng sẽ phải gọi cái module seaborn, và sau đó các bạn sẽ gọi cho mình cái hàm là KDE xong rồi float luôn. Hồi nãy là histogram xong float đúng không? Thì bây giờ là KDE float, và các bạn cũng chỉ cần specify data thì sẽ bằng là tips rồi data frame, rồi các bạn gõ cho mình total view. Mình chấm phẩy nha. Rồi, chạy thử. Thì đây chính là cái hàm KDE. Bên cạnh histogram và KDE thì seaborn còn cung cấp cho các bạn thêm một cái công cụ nữa để vẽ và visualize trực quan hóa những cái phân phối của dữ liệu, đó chính là dysplot. Ta cùng nhau tìm hiểu dysplot một chút nha các bạn. Mình sẽ markdown nó. Thì cái công dụng của dysplot này nó là tích hợp giữa histogram và KDE để tạo nên một cái gọi là informative distributional summaries, là một cái bản tóm tắt về cái sự phân bố của dữ liệu một cách rất là đầy đủ thông tin. Và như các bạn đã biết thì để phân tích dữ liệu về thống kê thì nó đòi hỏi rất nhiều kiến thức về cái distribution of the variables in your dataset, tức là phân bố của các cái biến trong cái cơ sở dữ liệu của các bạn. Thì cái hàm dysplot này cũng như là histogram và KDE nó sẽ giúp cho các bạn. Thì để vẽ dysplot thì rất đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần specify S, các bạn gọi method dysplot. Đấy, rồi các bạn cũng sẽ specify cho mình cái data thì bằng là tips data frame. Thì bây giờ ở đây á, mình sẽ phải specify là file là nguyên cái data frame tips, và mình phải specify cái trục x là cái trục ngang. Các bạn muốn tìm cái distribution là cái phân bối của variable nào, thì ở trong trường hợp này mình muốn phân tích cái variable đó là total bills, thì mình sẽ specify vào đây là total bills. Rồi các bạn chạy thử nha. Thì cái dysplot này nó tương tự như là histogram ở phía trên. Nhưng bây giờ cái khác biệt ở chỗ là nếu các bạn muốn specify thêm cái một cái đường line chart KDE ở phía trên của cái đồ thị này, thì các bạn sẽ thường specify cho mình ở đây là KD bằng true, rồi bạn chạy lại nha. Thì cái đồ thị dysplot này bây giờ ngoài cái histogram ra, nó còn vẽ thêm cho các bạn một cái đường KD. Ngoài ra các bạn cũng phải tách ra, ví dụ như các bạn thấy ở đây total view này nó có là theo các thời gian dinner time. Thì bây giờ mình muốn biết coi là nếu mà tính theo cái thời điểm time là các buổi như là dinner, là bữa ăn tối và bữa ăn trưa, thì nó sẽ phân bổ như thế nào, thì mình có thể tách ra thành hai cái đồ thị riêng. Ví dụ như trưa thì nó sẽ phân bổ như thế nào và tối sẽ phân bổ như thế nào, thì mình sẽ specify cho thêm cái parameter column này. Rồi các bạn sẽ nêu cho mình cái column name ở đây chính là time. Rồi mình chạy lại cho các bạn xem nha. Thì bây giờ cái dysplot này nó đã tách ra thành hai cái đồ thị riêng, và nó phân bổ là buổi trưa thì là những cái bill từ bao nhiêu đến bao nhiêu, buổi tối là những bill từ bao nhiêu. Thì các bạn sẽ thấy ở đây thường á, thì cái những cái buổi ăn trưa á, thì là nó sẽ ít hơn các buổi ăn tối, và buổi ăn trưa thì tầm khoảng ít hơn 20 đơn. Và các bạn thấy ở đây là cái khoảng ăn trưa thì là nhiều nhất là từ 10 đồng cho đến 15 đồng, còn khoảng ăn tối là nó cũng dao động từ 10 đồng cho đến 18 đồng và 20 đồng luôn. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ về distribution plot. Thì để mình bổ sung thêm ở phía trên này, chúng ta còn có thêm display. Nhân đây thì mình cũng muốn chia sẻ thêm về cách gọi là styling. Styling tức là các bạn có thể thay đổi những cái theme khác nhau cho cái đồ thị của các bạn. Thì mình sẽ giới thiệu sơ qua một chút về styling. Styling thì nó cũng khá là giống matplotlib clip thôi. Mình thì mình vẫn refer cái default style, thì mình sẽ là set theme. Rồi khi mà các bạn set theme như thế này thì nó tự động là apply cái default là cái mặc định, cái theme mặc định cho cái đồ thị này. Rồi sau khi mình chạy cái này xong, bây giờ mình sẽ chạy lại cái đồ thị này nha các bạn. Thì các bạn sẽ thấy ở đây cái default theme của Seaborn nó sẽ rất là đẹp hơn so với lại cái theme ban đầu. Thì mình chạy ở đây luôn nha các bạn. Đấy thì nó khá là nhìn khá là bắt mắt. Thì đấy là một những cách để chọn những cái theme cho cái Seaborn. Các bạn có thể lên Google Seaborn theme để tìm ra những cái theme mà các bạn ưng ý, rồi các bạn có thể specify vào đây. Các bạn thấy shift tab này, nó sẽ có nhiều cái style khác nhau.
Như ở đây nó có gợi ý là style, style dark grid nè, nhưng mà mình vẫn thích cái default theme của Seaborn hơn, nhìn khá là trung tính. Tiếp theo thì mình muốn giới thiệu đến các bạn về bar plot, tức là biểu đồ cột. Thì để vẽ bar plot, bây giờ mình quay lại cái tips data frame coi có cái gì mình có thể vẽ được không nha. Thì trong tips data frame này mình có thấy cái column đó là x là giới tính, thì giới tính nam và giới tính nữ, thì mình muốn tìm hiểu coi là nam với nữ á, thì ai trả tiền tips cao hơn. Thì mình có thể dùng một cái so sánh, nam thì trung bình là pay tiền tip bao nhiêu, nữ trung bình bà trả tiền tip bao nhiêu, thì mình có thể dùng cái hàm bar plot để mình vẽ, tại vì nó là categorical plot, tức là các bạn sẽ có nam và nữ riêng, nên vậy các bạn có thể dùng là bar plot. Rồi data frame các bạn specify cho mình nguyên cái data frame đó là tips data frame, rồi x thì các bạn sẽ specify cho mình cái column, cái trục hoành ở đây mình muốn đó là giới tính, tức là nam và nữ. Rồi trục tung thì mình sẽ specify đi, trục tung là y, thì mình sẽ specify là column tips, và tips ở đây mình muốn đó là trung bình, tức là average, average của cái tức là mình sẽ coi đây là mình lấy mình sẽ muốn là nam và trung bình thì họ trả bao nhiêu tiền tip, cũng như nữ trung bình họ trả bao nhiêu tiền tip, thì mình sẽ dùng là npn.min np numpy. Mình sẽ specify là cái estimator, mình sẽ specify cái estimator ở đây chính là np.min, rồi mình chạy lại nha. Ok, thì các bạn sẽ thấy đó là thì thường đó là nam sẽ trả tiền tip cao hơn nữ, thì trước ở trung bình á, trung bình thì nam sẽ trả là $3 tiền tip, trong khi nữ thì chỉ trả khoảng $2.8 thôi. Và cao nhất của nam thì là nó nằm ở khoảng là bao nhiêu? Cao nhất của nam thì tiền tip nó nằm ở tầm là $3, $3, $3.5, và thấp nhất là $2.8, còn nữ thì cao nhất là $3.1 và thấp nhất là $2.6 chẳng hạn. Thì đó là một cái cách để cho các bạn có thể trực quan hóa là coi là các bạn thấy là thường thì đàn ông sẽ generous, là hào phóng hơn phụ nữ. Thì đó là trong những cái từ những dữ liệu các bạn có thể get được những cái meaningful data. Còn bây giờ các bạn nhìn vào trong cái tf.head này, các bạn sẽ không nói được điều gì. Đồ thị tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến các bạn đó chính là đồ thị count plot. Count plot tức cái đồ thị để chỉ những cái số đếm. Thì ví dụ ở đây mình sẽ có cũng cũng với cái data frame này, mình muốn coi coi như là bao nhiêu khách hàng nam, bao nhiêu khách hàng nữ. Ngay lập tức mình có thể dùng hàm df, rồi xong mình specify cái column text là giới tính, xong rồi các bạn chọn cho mình value counts. Cái hàm value counts này nó sẽ đếm ra cho mình là ok, có 157 khách hàng nam và 87 khách hàng nữ. Rất đơn giản thôi, nhưng mà mình muốn trực quan hóa nó lên, coi như là có bao nhiêu khách hàng nam, bao nhiêu khách hàng nữ, mà một cách nó đồ thị hơn, trực quan hóa hơn, thì chúng ta có thể dùng cái hàm là hàm count plot. Rồi các bạn cũng specify cho mình data thì bạn là tips data frame, và các bạn muốn cái trục ngang ở đây chính là giới tính, thì ở đây nó sẽ count, nó đếm coi như là bao nhiêu khách hàng nam và bao nhiêu khách hàng nữ, thì trục ngang mà các bạn sẽ specify. Rồi các bạn chạy lại thì các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ cái đồ thị nó sẽ vẽ lên, và từ cái đồ thị các bạn cũng phải biết được là ok, khách hàng nam thì nhiều hơn khách hàng nữ, và khách hàng nam thì có khoảng 157 khách hàng, trong khi khách hàng nữ thì nó đâu đó khoảng 87 khách hàng, thì nó cũng tương tự như cái hàm value count nó return. Thì đối với count plot thì các bạn có thể dùng either là các bạn dùng value count, hoặc bạn thích thì các bạn hãy dùng trực quan hóa như mình đã chỉ. Tiếp theo thì mình muốn giới thiệu đến các bạn về box plot. Box plot hay còn biết đến nó là một cái good indication, là một cái giúp cho các bạn hiểu được là cái những cái giá trị của các bạn nó sẽ phân bố spread out như thế nào, giúp cho các bạn identify những cái outliers, tức là những dữ liệu ngoại lai, cũng như là kiểm tra coi là data dữ liệu của bạn có đối xứng hay không. Thì nếu các bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về box plot thì mình có đính kèm cái đường link resource ở đây để cho các bạn đọc thêm, thì nó đến được cái trang Tower Data Science. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau back lại với lại cái dữ liệu tips data frame của chúng mình. Các bạn cũng sẽ gọi cho mình SNS, sau đó các bạn gõ box plot, rồi các bạn sẽ cũng sẽ specify cho mình là data, thì chính là cái data frame tips df. Rồi bây giờ mình muốn gì, mình sẽ quay lại cái dữ liệu chuẩn của chúng ta. Thì bây giờ mình muốn là mình sẽ vẽ theo ngày, mình muốn xem cái sự phân bố của những cái tổng bill này trong từng ngày một. Ví dụ ngày chủ nhật ở giá trị của mỗi order là nó sẽ dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu, và cái bill cao nhất là bao nhiêu và bill thấp nhất là bao nhiêu, và nó có những cái bill gọi là dữ liệu ngoại lai, tức là những bill mà nó cao hơn so với mặt bằng chung của cái ngày hôm đó. Mình muốn phân bố theo từng ngày thì mình sẽ specify x là sẽ bằng là day, tức là cái trục hoành, trục ngang sẽ là ngày, và trục tung là y, thì mình sẽ muốn quan tâm đó là tổng bill nữa, các bạn sẽ gọi cho mình là total bill vào nhé. Rồi mình chạy thử.
Thì bây giờ các bạn đã thấy là mình chấm vẩy đây. Thì như các bạn đã thấy ở đây thì mình sẽ có cái dữ liệu tips data frame này, nó sẽ gồm có 4 ngày, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật. Thì các bạn sẽ thấy ở thứ năm khoảng từ 12 cho đến 20, thứ sáu cao một chút là 12 cho đến 22. Và những cái đơn hàng cao nhất trong thứ năm thì là 30 và đơn hàng thấp nhất là tầm 8 đô. Và ngoài ra nó cũng có một số cái dữ liệu ngoại lai, tức là có một số khách hàng họ order những cái bill mà nó cao hơn so với lại cái phân bố trung bình. Rồi, tương tự như vậy các bạn sẽ thấy vào ngày thứ bảy và chủ nhật, cái tổng giá trị total bill của mỗi cái order nó có vẻ cao hơn so với ngày thường. Và cái đơn hàng cao nhất của thứ bảy cũng như là chủ nhật nó cũng cao hơn so với ngày thường luôn. Mà ngoài ra thì thứ bảy nó cũng có một số cái dữ liệu ngoại lai. Nếu các bạn quan tâm thêm là thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật này thì khách hàng nam thường trả nhiều hơn hay ít hơn so với khách hàng nữ, thì các bạn sẽ specify thêm cho mình một cái gọi là hue. Rồi sau đó các bạn sẽ specify cho mình cái biến giới tính vào. Rồi các bạn chạy lại nha. Thì bây giờ cái đồ thị nó sẽ tách ra thành hai cái box plot green, một cái box plot màu xanh thì nó sẽ cho là male, màu cam thì nó sẽ cho là female. Thì các bạn đã thấy thường thì là male sẽ trả nhiều tiền hơn so với lại female một chút. Nhưng mà riêng ngày thứ bảy thì các bạn female nhỉnh hơn một chút. Nhưng mà đa số thì trong các ngày thì giá trị của những cái order mà do đàn ông chi thì nó nhiều hơn một phụ nữ. Thì đó là một số thông tin thú vị mà từ cái vẽ đồ thị này mà các bạn có thể nhìn ra được. Đó, bây giờ các bạn sẽ specify cho mình cái palette này nha. Palette tức là palette là cái bảng màu, thì các bạn có thể chọn như blue đi. Thì nó sẽ nhìn là xanh hết. Ngoài ra bây giờ mình muốn cái remove cái chữ chữ này, cái chữ giới tính này, thì mình có thể dùng cái pipe plot API nha các bạn. Rồi các bạn gọi cái legend ra và các bạn chọn location bằng 0. Thì bây giờ cái giới tính này đã remove ra, nó chỉ còn để lại cái label đó là male và female thôi. Nãy giờ thì mình đã hướng dẫn các bạn vẽ các cái dữ liệu dựa trên hai chiều, tức là một là trục X và hai là trục Y. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một kiểu mà Seaborn cung cấp có tên là Faceit Grid. Thì Faceit Grid cho phép các bạn vẽ up to là lên đến 3 chiều, 3 dimension. Thì chúng ta sẽ có row là hàng, rồi cột và hue là các bạn có thể chọn thêm hai option. Thì đây chính là một cái giải pháp hữu hiệu cho phép các bạn có thể correlate, là các bạn có thể tìm được sự tương quan từ ba biến trở lên. Thì các bạn sẽ sử dụng cái phương thức Faceit Grid chấm map. Thì để minh họa thì chúng ta cùng nhau tiếp tục với lại cái dữ liệu tips data frame cho các bạn. Mình sẽ list down ra tips data frame trước. Chấm hết đi. Rồi, thì các bạn sẽ thấy tips data frame đúng không? Bây giờ các bạn muốn correlate đến ba cái variable này đều được hết. Faceit Grid sẽ giúp cho các bạn làm điều đó. Thì bây giờ chúng ta tìm cái sự tương quan giữa time là thời gian, hoặc là ăn tối hoặc là ăn trưa, với lại cái tiền tip mà được cho, cũng như là bởi những cái người mà có hút thuốc hay không hút thuốc. Thì nó hơi phức tạp một chút, thôi bây giờ mình sẽ minh họa cho các bạn nha. Thì mình sẽ gọi SNS ra, xong các bạn sẽ dùng cho mình cái hàm là Faceit Grid. Thì cái grid này, cái data, cái dữ liệu cũng là tips gạch dưới data frame. Rồi bây giờ mình muốn cái hàng đó, thì mình phải muốn là mình chia ra thành là một là những người hút thuốc, hai là những người không hút thuốc. Thì mình có thể specify đó là row thì bằng là smoker, là cái tên của cái column smoker này, để nó phân ra, nó sẽ tách ra là những người nào hút thuốc và những người nào không hút thuốc thành hai cái biểu đồ khác nhau. Column thì mình muốn nó là thời gian, thì mình sẽ có một cái column là chuyên về lunch, cũng như là một cái column còn lại thì chuyên về là dinner. Thì đây đây là mình đang create một cái gọi là class instance, tại vì cái này là một cái method, cái Faceit Grid này là một cái class. Thì mình sẽ tạo cung cấp những cái parameter cho cái class này, thì nó gọi là một cái class instance của Faceit Grid class. Sau khi mình tạo xong cái class instance thì mình sẽ gán cho nó một cái biến đi, thì là tips.fg đi, tức là một cái class instance của tips.dataframe. Và sau khi mình có cái instance của cái class VisitGrid thì mình phải phải dùng cái hàm map như thế này. Và bây giờ các bạn cần vẽ đó là các bạn muốn vẽ cái biểu đồ gì để các bạn thêm mention cho mình nha. Thì ở đây mình muốn vẽ là scatter plot đi, thì mình gọi sns.scatterplot. Xong rồi mình muốn là các cái biểu đồ của scatter này nó sẽ dựa trên là tổng bill cũng như là tiền tips. Row thì là bằng tổng bill, rồi còn column của từng hình một là tiền tips. Rồi mình chạy thử nha. Thì đây các bạn sẽ thấy mình sẽ có
bốn cái biểu đồ khác nhau. Và bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn cụ thể hơn, tại vì hồi nãy không có hình nên là chắc các bạn cũng khó hiểu đúng không? Thì đầu tiên các bạn sẽ tạo một cái class intern có tên là face grid, và mình sẽ specify ra cái role là smoker, tức là mình sẽ có cái hàng đầu nè là cái hàng mà smoker sẽ là yes, tức là những người hút thuốc. Rồi cái hàng thứ hai là smoker sẽ là bằng với no. Còn đối với cột á, thì mình muốn nó là thể hiện theo time, tức là theo các cái buổi hoặc là ăn trưa hoặc là ăn tối. Nên các bạn thấy cột đầu tiên thì là time sẽ bằng là lunch, và cột thứ hai time sẽ là bằng là dinner. Rồi xong rồi cái mình có một cái class instance của face grid, mình muốn vẽ cái gì thì mình sẽ pass nó vào trong cái hàm map này. Thì bây giờ mình muốn vẽ đó hàm scatter plot, tức là những cái điểm biểu đồ điểm rời rạc như vậy. Và scatter plot này thì nó dựa trên đó là cái trục ngang, trục hoành của từng cái biểu đồ scatter này, đó là total view. Còn nó là nó và mình muốn thể hiện cái sự tương quan với lại tiếng tip, thì là cái trục tung mình sẽ specify đó là tip. Thì với các bạn đã thấy ở đây thì là những người mà hút thuốc thì họ đến quán ít hơn những người không hút thuốc. Vì sao mình biết như vậy? Tại vì như các bạn thấy ở đây thì hai cái biểu đồ ở phía trên này là smoker bằng yes, tức là những người hút thuốc, thì các bạn thấy là ít hơn rõ ràng so với lại những người không hút thuốc. Thứ hai, nếu mà bây giờ các bạn nhìn theo cái lunch time đi, về cái buổi ăn trưa, cái mức độ tương quan giữa cái tổng bill là cái tổng giá trị của cái bữa ăn đó cũng như là cái tiền tip thì nó khá là tương quan với nhau. Tức là nếu như các bạn cho một cái đường thẳng như thế này, các bạn sẽ thấy là khi mà tổng bill càng lớn thì cái tiền tip nó cũng càng lớn. Tương tự như với dinner, thời ăn tối thì cũng vậy thôi. Tức là một là các bạn sẽ thấy là những người hút thuốc thì đến quán ít hơn những người không hút thuốc, thấy là cái chấm xanh này nó sẽ nhiều hơn cái chấm xanh ở phía trên. Và thứ hai nữa là cái tiền tip cũng như là cái tiền tổng bill nó cũng tương ứng với nhau, tiền tổng bill càng nhiều thì tiền tip cũng càng lớn, tương quan với nhau. Và nếu mà các bạn so sánh theo trục ngang thế này thì các bạn sẽ thấy là nhiều người đến ăn tối hơn là buổi trưa. Những khái niệm về physics grid thì nó cũng khá là khó hiểu, nhưng mà khi mà các bạn làm quen với nó thì các bạn sẽ thấy là cái physics grid này nó sẽ rất là hữu ích trong quá trình các bạn tìm ra những mối tương quan trong dữ liệu. Thì để giúp cho các bạn có thể dễ dàng hiểu hơn thì chúng ta sẽ làm thêm một cái plot nữa cũng về face grid luôn. Thì đầu tiên các bạn cũng phải tạo cho mình một cái face grid, tức là một cái grid là một cái lưới instance. Thì đầu tiên là sẽ pass data vào, tức là data đây chính là tips data frame. Xong rồi các bạn specify cho mình cái column, thì ở đây mình muốn có hai column. Hồi nãy là column thì mình là pass là time, tức là thời gian. Thì thời gian mình có là lunch time và dinner time. Còn bây giờ mình muốn là giới tính đi, thì mình sẽ có hai column, tức là hai hình thể, một cái sẽ là giới tính nữ, một cái là giới tính nam. Rồi tiếp theo là mình sẽ lưu cái này lại thành là new face grid đi, tại vì hồi nãy trên phía trên này mình có cái class là tips face grid cho mình một cái new. Rồi như mình cũng đã mention thì sau khi mình có class intern xong thì các bạn sẽ dùng cho mình cái method là map. Và bây giờ mình cũng muốn là vẽ dùng cái scatter plot nhé, scatter plot, và mình cũng muốn tìm cái mối tương quan giữa tổng bill và tiền tips. Rồi mình chạy thử nha. Thì đây bây giờ nó sẽ tách ra hai đồ thị. Đồ thị thứ nhất là nó cho giới tính là nam, đồ thị thứ hai giới tính là nữ, và cũng là hai cái đồ thị và về biểu đồ là tổng bill và tiền tip. Thì như các bạn đã thấy thì nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy là nam có giá trị đơn hàng cao hơn với nữ. Nhưng mà về nhìn chung á, thì cả cái mối quan hệ về tổng bill và tiền tip đó là một mối quan hệ tuyến tính. Tức là khi các bạn cho mà các bạn vẽ một cái đường thẳng ở đây, các bạn thấy là tổng bill càng lớn thì tiền tip càng cao. Bây giờ mình muốn là lady first, tức là mình muốn là cái hình mà mô tả cái mối tương quan giữa tiền tip và tổng bill nó phải được chuyển lên đầu tiên, lady first mà. Thì mình sẽ làm sao? Thì các bạn có thể modify cái face grid class instance này nha. Các bạn sẽ dùng cho mình cái hàm đó là mình sẽ specify cho mình thêm cái biến đó là cái parameter, đó là column order. Xong rồi các bạn sẽ nêu thứ tự của column ra. Thì column đầu tiên mình muốn nó là female, và column thứ hai mình muốn nó là male, tức là lady first. Rồi mình chạy lại nha. Thì bây giờ cái thứ tự nó đã được reorganize, tức là cái nó là thay đổi là cái hình mà về phụ nữ thì sẽ để lên trước và hình nam sẽ đẩy xuống dưới. Ngoài ra như mình nói ở phần đầu thì face grid ngoài row và column nó còn có thể cho cả bạn thêm cái hue. Thì bây giờ mình muốn thêm nữa là
coi là trong nam và nữ như thế vậy, thì trong nam thì có bao nhiêu người hút thuốc, bao nhiêu người không hút thuốc, thì các bạn có thể specify cho mình nam hưu cũng được. Thì là hưu thì các bạn sẽ specify cho mình cái column smoker. Rồi mình chạy lại nha. Seaborn face grid sẽ tách ra cho bạn đâu là người không hút thuốc. Đối với những cái người là phụ nữ đi thì đâu đâu là dữ liệu của những người không hút thuốc và đâu là những người dữ liệu của những người hút thuốc. Thì ở đây thì mình sẽ không thấy được cái legend, tức là cái giống như bối với màu này thì là hút thuốc hay không hút thuốc mình không biết được, thì mình sẽ làm sao các bạn? Thì mình sẽ dùng cái mình lại gọi cái mình gọi cái class instance ra, tại vì tất cả những hình này bây giờ nó thuộc cái class instance new underscore fc, nên mình sẽ dùng là mình gọi cái method là add legend rồi mình chấm phẩy. Sau khi mình gọi cái method add legend thì các bạn biết là những cái chấm màu xanh là dành cho những người hút thuốc và nhóm màu vàng là những người không hút thuốc, nhưng mà mình không thích là cái màu xanh vàng này, mình muốn đổi thành màu khác đi cho nó đẹp, thì mình có thể specify thêm, các bạn có thể specify thêm cho cái class entrance này nha. Thì các bạn lại dùng cái hàm palette như hồi nãy mình chỉ, thì bây giờ mình không thích palette blue nữa, mình thích palette là set 2. Mình chỉ lại nha, thì các bạn sẽ thấy là bây giờ cái set 2 này nó đã thay đổi cái màu của cái smoker yes và no, nó sẽ chuyển thành là màu xanh và màu cam, dễ thương hơn, nhìn đẹp hơn đúng không các bạn. Ngoài ra mình thấy hai cái hình này khá là nhỏ, các bạn cũng có thể specify thêm chiều cao hai cho từng bức hình nha. Bây giờ mình nói 2 từ 4 đi, thì các bạn đã thấy hình nó lớn hơn rõ ràng rồi. Và bây giờ mình muốn aspect, aspect là chiều chiều rộng, thì mình sẽ aspect mình sẽ specify là bằng khoảng 1.4 đi. Thì rõ ràng cái chiều rộng nó sẽ kéo dài ra hơn so với lại cái hình ban đầu. Rồi, ngoài ra các bạn có muốn thêm đối với cái hàm scatter plot này, các bạn có thể send những cái customize parameter cho cái hàm scatter plot. Chẳng hạn mình muốn là cái vòng tròn này thì nó lớn hơn thì mình sẽ phải s bằng 100 đi. Thì các bạn sẽ thấy là cái vòng tròn này đã lớn hơn, và mình muốn cái edge color, những cái edge color là những cái viền này nó màu khác, thì mình có thể specify là edge color thì mình bằng nó màu blue đi, màu black. Thì các bạn thấy không, là cái những cái này nó đã có viền lại, là thành là những cái màu, những cái đường viền của những cái chấm này đã nó thành đổi màu thành là màu xanh đậm. Sau đó thì mình muốn thêm là cái alpha, tại vì các bạn thấy những cái hình này nó đè lên nhau, các bạn sẽ không biết được là cái giá trị dưới của nó là màu gì, thì các bạn sẽ specify alpha, thì alpha nó giúp cho những cái chấm này nó sẽ trở nên trong suốt hơn. Ok, thì mình chạy lại nha. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ cái này nó là trong suốt hơn, các bạn thấy được những cái khoảng overlap là những khoảng chồng lên nhau như vậy ở trong cái hình này. Bây giờ mình sẽ chỉ thêm cho các bạn một số cái tip, tức là ví dụ các bạn thấy ở đây, thay vì các bạn gõ như vậy, các bạn có thể tạo cho mình một cái gọi là keyword dictionary, KWS, keyword arguments. Rồi các bạn tạo cho mình một cái dictionary, thì trong cái dictionary này mình sẽ gồm những cái biến như vậy đó. Thì thay vì bây giờ mình gõ trong này, mình có thể dùng cái sao sao KWS, thì nó sẽ tự động unzip cái keyword argument này vào trong cái hàm map và nó sẽ điều chỉnh, nên mình sẽ chạy lại nha. Thì nó cũng y chang như hồi nãy thôi, chẳng qua là bây giờ thì các bạn sẽ thấy là cái hàm map nó sẽ gọn gàng hơn, bởi vì mình đã có một cái keyword argument dictionary ở phía trên này rồi. Biểu đồ tiếp theo mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó chính là John plot. John plot hay còn biết đến là một cái distribution, là một cái phân bố giữa hai cái variable với nhau. Thì đối với John plot này thì mình sẽ dùng một cái biểu đồ mới đi. Mình sẽ dùng với lại một cái dữ liệu mới, một cái dataset mới. Thì trong cái Seaborn nó có cung cấp một cái dataset có tên là Penguin, là cái con chim cánh cụt đấy các bạn. Rồi, thì bây giờ mình sẽ có một cái penguin chấm data frame. Mình sẽ load dataset. Rồi, mình load, mình chạy thử nha. Rồi, sau đó mình sẽ penguin chấm head. Thì đây đây chính là cái dữ liệu về những cái con chim cánh cụt. Thì các bạn sẽ thấy đây đầu cái column đầu tiên là nói về species, là về cái giống của penguin. Rồi các bạn có thể nó nằm ở những cái island nào. Build length là cái chiều dài của cái mỏ mỏ của con chim cánh cụt. Build depth, depth tức là cái độ dày của cái mỏ của chim cánh cụt. Rồi flipper length là cánh tay. Rồi body mass là cái cân nặng của con chim tính theo ở dạng là gram, và giới tính là nam nữ phân vân và mây mây. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu coi là cái distribution, cái mối quan hệ giữa, chúng ta sẽ vẽ một cái charm plot giữa cái độ dài của cái cánh của con chim cánh cụt với lại cái độ dài của cái mỏ của nó.
coi là nó có sự tương quan gì không nha các bạn, thì chúng ta cùng nhau vẽ. Các bạn sẽ cần gọi SNS rồi join plot, rồi các bạn cho data thì bằng là penguin data frame. Rồi bây giờ các bạn muốn cái tương quan giữa hai thanh niên này thì các bạn chỉ cần specify cho mình x thì bằng, ví dụ x mình muốn là nó là cái độ dài của cái cánh đi, flipper, và y thì nó bằng là cái độ dài của cái mõm. Thì để coi hai thằng này nó có tương quan với nhau hay không, rồi mình vẽ thử nhé. Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ là cái dữ liệu này nó cũng khá là lộn xộn, nhưng mà nó cũng có vẻ như là tương đương với nhau. Ví dụ như những con mà nó có cái flipper, có cái cánh ngắn, thì cái mõm của nó thì thường nó cũng ngắn, và khi mà cái cánh của nó dài, ví dụ ở đây cánh của nó là 230 mm, thì cái miệng của nó cũng có độ dài là 555 mm, thì nó cũng có vẻ như là tương đương với nhau. Nhưng mà đây là do nó gồm rất nhiều loài khác nhau, nên chúng ta có thể specify cái hue để chúng ta yêu cầu Seaborn là hãy tách ra cho mình theo từng cái giống loài khác nhau luôn, tại vì đây là tổng hợp của tất cả những loài con lại chi nhánh cụt mà nó không phân biệt loài, để mình coi là cái phân bố riêng của từng loài hay như thế nào. Thì bây giờ cái đồ thị nó có vẻ đã rõ ràng hơn cho chúng ta. Hồi nãy là nguyên một cái tất cả con chuyến cụt thì cái dữ liệu nó khá là lộn xộn. Bây giờ nó sẽ vẽ, vì các bạn đã specify cái hue này theo từng loài, thì nó sẽ vẽ ra, nó chia ra. Thì các bạn sẽ thấy nè, màu xanh lá là một loài Cento, thì có vẻ như Cento cái flipper lẫn cái mỏ, cái miệng thì nó đều dài hơn so với hai loài còn lại, nhưng mà nó cũng giữ nguyên cái mối tương quan, đó là nó tuyến tính với nhau luôn, tức là tay dài thì miệng cũng dài. Và cái loài Andeli, tay và miệng đều ngắn hơn hai loài còn lại. Còn cái loài Jean Strap thì có vẻ như là cái chiều dài của flipper là chiều dài của cánh thì nó cũng bằng bằng với lại của thằng Adeli, nhưng mà cái chiều dài của mõm thì nó có vẻ dài hơn. Thì đấy là lại là một cái ví dụ rất cụ thể. À, nếu như chúng ta nhìn vào cái dữ liệu khô khan là chúng ta sẽ không biết được là loài nào thì có những cái đặc điểm gì. Thì nhưng mà khi chúng ta visualize, chúng ta trực quan hóa lên, tất cả có thể dễ dàng biết được cái mối quan hệ tương quan nó như thế nào thông qua một cái đồ thị như vậy. Và trên thực tế thì các bạn sẽ phải làm việc với rất nhiều những cái variable, thì các bạn không thể nào quyết định được cái nào tương quan với nhau. Thì thường á, cái cách approach cho các bạn sẽ sử dụng một cái hàm, đó là hàm pair plot, để các bạn sẽ bắt cặp từng cái variable một với nhau như vậy luôn, thì nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian, thay vì các bạn phải tìm tự bản thân các bạn phải tự vẽ những cái đồ thị như vậy. Mình note ở đây cái là dữ liệu nào phải là dữ liệu về số numerical thì nó mới bắt cặp được nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vẽ nha. Mình sẽ SNS, xong rồi pair plot. Rồi các bạn cũng specify cho mình data thì bằng là penguin df. Rồi mình như hồi nãy theo kinh nghiệm của mình thì là mình nên tách ra thành từng loài khác nhau, thì các bạn sẽ thấy được cái mối tương quan nó rõ ràng hơn. Thì các bạn sẽ specify cho mình hue, rồi các bạn cũng species, đó là các loài khác nhau. Rồi mình vẽ thử nha. Ví dụ ở đây bạn có thể thấy là build plan là cái chiều dài của cái miệng, thì nó sẽ vẽ cái biểu đồ tương quan với lại body mass là cân nặng của từng con chim cánh cụt. Rồi nó vẽ cái biểu đồ tương quan với lại flipper là với lại cái cánh. Rồi nó vẽ biểu đồ tương quan là độ dày của cái miệng luôn. Thì đó, nó cái từng một cái variable này nó sẽ bắt cặp với lại nhau để nó vẽ ra những cái biểu đồ để chúng ta có thể nhận thấy được cái dữ liệu nào thì nó correlate, là nó tương quan với nhau, để chúng ta có thể chọn và làm ở trong những cái bước tiếp theo của việc xây dựng mô hình máy học. Và khi nhắc đến correlation tức là về mức độ tương quan, thì chúng ta không thể nào không nhắc đến heat map. Heat map là cái biểu đồ nhiệt. Các bạn xem bóng đá thì các bạn cũng sẽ biết là heat map, đến cái biểu đồ nhiệt nó sẽ thể hiện là cái chỗ nào mà heat nó đậm thì là rất nhiều những cái density, những cái cường độ, tức là cầu thủ sẽ chạy ở cái khu vực đó rất là nhiều. Thì cái heat map tương tự trong cái trường hợp này thì nó cũng là biểu describing density, là cường độ, cũng như là intensity của những cái variable, tức là những cái mức độ khác nhau của những cái variable, cũng như là những cái sự tương quan, pattern, rồi variance, abnormalities, là những cái bất thường trong dữ liệu của các bạn luôn. Để giúp cho các bạn hiểu hơn về khái niệm về heat map, biểu đồ nhiệt, thì mình lại lấy một cái ví dụ mới có tên là Flight DF. Thì cái này nó cũng nằm trong cái dataset có sẵn của Seaborn. Thì mình sẽ cần gõ cho mình cái, các bạn sẽ gõ cho mình cái dataset name có tên là Flights, rồi các bạn chạy thử nha. Rồi sau đó các bạn check cho mình coi là Flight DF thì nó là cái dữ liệu như thế nào. Thì các bạn sẽ thấy ở đây là nó sẽ gồm những cái chuyến bay, gồm tất cả những cái chuyến bay, những cái năm nè, những năm nào, ví dụ như là năm 1949 vào tháng 1 thì có 112 hành khách bay trên máy bay.
Rồi tháng 2 thì là bao nhiêu hành khách, tháng 3 là bao nhiêu hành khách, tháng 2 là bao nhiêu hành khách, tháng 3 là bao nhiêu hành khách, cũng trong năm 1949, thì nó thể hiện được cái hành khách tham gia những cái chuyến bay từ năm 1949 trở đi. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm một cái visualization, là một cái trực quan hóa về cái dữ liệu này để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về cái dữ liệu này nha các bạn. Thì đầu tiên mình sẽ muốn chuyển cái dữ liệu này nó lại thành một cái dạng khác. Tức là bây giờ mình sẽ thống kê là từng cột, thể là mỗi cột, mỗi columns sẽ là từng năm một, và mỗi row ở đây sẽ tương với từng tháng một, để mình coi coi là đối với năm này thì mỗi tháng là khách hàng sẽ đi là bao nhiêu, bao nhiêu khách, có bao nhiêu khách và tháng nào sẽ là đông khách nhất. Thì mình sẽ dùng cái tính năng gọi là của Pandas, của Hub Pandas, nó sẽ biến đổi thành Pivot Table. Thì Pivot Table này nó sẽ nhận dữ liệu là gì, các bạn sẽ shift tab, thì các bạn sẽ nhận là data, rồi nhận các cái values, cái shift tab. Thì các bạn sẽ thấy là đầu tiên nó sẽ nhận dữ liệu là data, rồi nó sẽ nhận index. Index nếu mà index tức là column to aggregate, tức là bây giờ các bạn sẽ specify cho mình là những cái cột nào mà các bạn muốn làm aggregate, là tổng hợp lại. Thì ở đây mình muốn tổng hợp lại là theo từng tháng một, mình sẽ mention đó là cái month, cái column tháng, và cái cột thì mình sẽ thống kê theo năm, thì mình sẽ chọn là column year. Thì bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ dữ liệu đầu tiên là biến đầu tiên là dữ liệu là file data frame, xong rồi mình sẽ mention index. Index đây mình group tất cả cái này theo tháng, thì mình sẽ specify cái column column của cái mình muốn group đó chính là month. Rồi mình muốn các cái này thì sẽ phân bổ theo từng cái cột của cái pivot table mới này, nó sẽ là year, thì mình sẽ mention columns thì bằng là year. Rồi mình muốn cái giá trị mà nó group lại đó chính là cái cột passenger. Passenger. Rồi mình chạy thử nha. Bây giờ xa xong xong một cái pivot table. Thì bây giờ mình chạy cái biến fly lại. Thì bây giờ các bạn thấy cái dữ liệu nó dễ dễ nhìn hơn. Tức là hồi nãy thì là nó sẽ có một cái là column year, một cái là column month, một cái là column về hành khách. Thì bây giờ mình đã group lại, mình group theo từng mỗi mỗi hàng ở đây, mình group theo từng tháng một, thì nó sẽ từ tháng 1 cho đến tháng 12, và mỗi column ở đây thì nó sẽ tương ứng với lại là từng năm một. Ví dụ column 1949 thì các bạn đã thấy là năm tháng 1 năm 1949 sẽ có 112 hành khách trên máy bay. Thì đây nó cũng tương tự như vậy thôi, nó chẳng qua là nó group lại theo theo cái index ở đây là month, là nó group theo từng cột một. Và bây giờ các bạn nhìn vào đây thì cái nó cũng hơi bây giờ các bạn nhìn vào cái pivot table này thì nó đã group cho các bạn về data rồi đó, nhưng mà các bạn cũng sẽ không spot được cái pattern của cái dữ liệu này. Thì đấy là lúc mà heat map trở nên rất hữu ích. Thì các bạn sẽ dùng cho mình nha, SNS xong rồi heat map. Rồi các bạn specify cho mình data thì bằng là flight. Flight ở đây chính là cái pivot table mà mình đã làm ra. Rồi. Bây giờ các bạn cứ chạy thử luôn nha. Mình chạy thử trước đi. Thì đấy, các bạn sẽ thấy đây là một cái heat map. Nhưng mà nhìn nó hơi là ghê, mình không thích màu này, mình chọn C-map. Thì mình chọn C-map, mình thích màu blue. Đấy thì nó sẽ các bạn sẽ thấy nó rất là rõ ràng hơn. Thì các bạn nhìn vào đây, các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy là cái dữ liệu của mình sẽ gồm từ năm 1949 đến năm 1960. Và từ năm 1949 là lúc đó chắc máy bay bắt đầu xuất hiện, nên là máy bay bắt đầu cái việc hàng không bắt đầu phổ biến, nên là thật ra cũng vẫn còn ít những hành khách đi. Và khi các bạn nhìn vào cái bảng màu ở đây thì các bạn thấy màu lợt đúng không? Các bạn giống qua cái color bar ở đây thì các bạn sẽ thấy là cái màu này tương ứng với lại hành khách, những hành khách ít hơn 200 hành khách. Tức là trong tất cả những tháng từ tháng 1 cho đến tháng 12 thì vào của năm 1949, 50, 51 thì hành khách đi máy bay rất là ít và dưới 200 người thôi mỗi tháng. Rồi nhưng mà bắt đầu từ năm 1954, 55, 56 thì bắt đầu hành khách họ số lượng hành khách đi máy bay bắt đầu tăng dần. Và đông nhất là khoảng từ July, tức là tháng 7, August là tháng 8. Các bạn nhìn thấy ở đây những cái tháng ở đây vào những năm 1960 này, thì những cái tháng vào tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì cái màu rất là đậm, nó tương ứng với lại là trên dưới 600 hành khách một tháng. Nếu mà các bạn nhìn thấy kỳ tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì thường là lúc đó là lúc nghỉ hè, nên là người ta sẽ bắt đầu đi du lịch nhiều, nên là có thể vì lý do đó mà những cái tháng này các bạn sẽ thấy ở đây rất là cái cường độ, cái density rất là đậm, cái màu rất là đậm. Thì đó là một cái công dụng, các bạn sẽ thấy là thay vì các bạn nhìn vào cái biểu đồ này, các bạn sẽ không spot được cái pattern, các bạn sẽ không tìm được cái nguyên tắc của cái dữ liệu này. Nhưng mà khi các bạn visualize, các bạn trực quan hóa lên thì các bạn rất là đơn giản, các bạn có thể spot được ngay được là cái trend nó như thế nào. Ví dụ từ năm 1949 cho đến năm 1955 thì lúc đó máy bay nó vẫn chưa quá phổ biến nên là rất ít người đi. Nhưng bắt đầu từ năm 56 đổ đi thì bắt đầu người ta bắt đầu đi nhiều nhiều hơn, và nhiều nhất là vào những tháng
vào mùa hè. Thì bây giờ mình sẽ trang trí thêm một cái nữa, đó là light color. Thì mình muốn chọn nó là white để ngăn cách ra những cái ô này. Nhưng mà khi mà ngăn cách xong thì mình muốn chỉnh cho cái white, cái light light này nó lớn hơn một chút, thì mình các bạn sẽ specify cái light width bằng một thử coi. Thì bây giờ những cái ô này nó trở nên rõ ràng hơn. Thì từng cái ô này sẽ tương với từng tháng một, và dựa trên cái thang màu nên các bạn sẽ biết được là lúc nào tháng nào đông người đi và tháng nào ít người đi. Trong phần cuối của video này thì chúng mình sẽ cùng nhau vận dụng những kiến thức đã học về Seaborn để cùng làm một project có tên là Nutrition Data Visualization, tức là trực quan hóa những cái dữ liệu về dinh dưỡng trên 80 sản phẩm ngũ cốc, về ngũ dữ liệu về 80 loại ngũ cốc cũng như là hàm lượng dinh dưỡng trong từng sản phẩm này, thì mình lấy ở trên Kaggle. Và để dễ dàng cho các bạn thì mình đã upload nó lên trên GitHub Repository, và mình sẽ đính kèm đường link trong phần mô tả, và các bạn chọn cho mình Data. Thì trong data nó có cái file CSV là 0.csv, đó là ngũ cốc. Thì đây nó sẽ có những cái tên của loại ngũ cốc, là nhà sản xuất, rồi loại loại ngũ cốc nóng hay lạnh, cũng như là hàm lượng nutrition data trong từng loại ngũ cốc một. Và nhiệm vụ chúng ta là chúng ta sẽ trực quan hóa những cái hàm lượng dinh dưỡng này lại với nhau thông qua những kiến thức đã học về Seaborn. Thì để download dữ liệu này, các bạn sẽ chọn cho mình chữ raw. Sau khi chọn trong chữ raw, các bạn bấm cho mình chuột phải rồi bấm Save As. Rồi các bạn dẫn đến cái folder mà chứa cái file Jupyter Notebook. Các bạn có thể tạo một folder mới có tên là data đi. Rồi các bạn lưu cái file 0.csv, CSV tức là comma separate values ở trong cái folder data. Rồi các bạn save lại nha. Bây giờ mình sẽ quay lại màn hình chính. Thì bây giờ cái folder Seaborn Tutorial của mình, các bạn đã có thêm một cái thư mục data. Và trong data thì các bạn đã có 0.csv rồi. Rồi quay trở lại với lại Jupyter Notebook. Đầu tiên để làm một project thì các bạn sẽ import những thiết bị cần thiết. Chẳng hạn như là Pandas thì import Pandas as PD, import NumPy as NTMP, import matplotlib.pyplot, rồi splt và import seaborn nhân vật chính của ngày hôm nay SNS. Rồi các bạn chạy thử nha. Rồi thì bây giờ các module đã được import xong. Bước tiếp theo chúng mình sẽ cùng nhau load dataset, tức là các bạn sẽ đọc cái dữ liệu mà hồi nãy chúng ta vừa mới lưu vào trong cái folder data. Thì để đọc dữ liệu các bạn sử dụng thư viện pandas, rồi các bạn sử dụng pandpd.read-csv. Xong rồi các bạn sẽ specify cho mình cái đường để dẫn vào trong cái folder data. Thì tại đây là tại folder chính là nó chứa cái Jupyter Notebook, các bạn chấm một cái. Sau các bạn xịt cho mình là đến cái folder data. Rồi folder data xong rồi các bạn sẽ chọn cho mình là 0.csv, chính là cái file mà mình vừa mới lưu lại. Và mình sẽ lưu cho nó với một cái tên là một cái biến, tên biến là 0-data_frame. Rồi bây giờ mình chạy thử. Sau khi đã load xong thì mình sẽ kiểm tra coi là dữ liệu của mình có ổn hay không, thì mình trẻ là 0.head. Thì đây chính là cái dữ liệu đã được đọc từ cái file 0.csv và lưu vào trong cái biến 0-data_frame. Thì các bạn thấy cái column đầu tiên nó sẽ là cái tên của từng cái loại ngũ cốc. Tiếp theo là MFR, tức là tên của những nhà sản xuất. Và tiếp theo nữa là type, là loại, thì nó sẽ có C là cold, là lạnh, và H là hot, là các bạn phải dùng ngũ cốc trong uống với sữa lạnh hay là uống với lại bỏ nước nóng vào. Và follow theo đó là các cái chất như là calories, protein, chất béo, sodium là canxi, fiber chất xơ, carbo, sugar, potassium, vitamin. Rồi tiếp theo nữa đó là về shell, weight và cup và weighting. Thì để tìm hiểu từng cái column này một cũng như là những cái cách viết tắt của nó thì các bạn có thể quay lại với lại cái đường link Kaggle ở đây, các bạn chỉ cần click vào nha, rồi nó sẽ point ra cho bạn cái trang này. Thì các bạn sẽ thấy name là chính là tên của cái zero, MFR là tên của nhà sản xuất. Rồi ví dụ như bây giờ mình đang thắc mắc là cell là gì, tức là display cell, tức là 1, 2, 3, là cái những cái kệ mà để những cái loại ngũ cốc này, nó để cho kệ số 1, kệ số 2 hay kệ số 3. Rồi weight là cái cân nặng, rồi cup là cái số cup mà các bạn cần là dùng cho một cái lần các bạn uống. Và rating tức là cái đánh giá về những cái loại ngũ cốc này, thường là nó sẽ đến từ customer report. Thì đấy là ý nghĩa của những cái column sau. Nhưng mà mình nghĩ là trong cái nội dung của cái video này thì mục tiêu của mình là làm nutrition data visualization, tức là các bạn muốn trực quan hóa những cái dữ liệu dinh dưỡng thì mình sẽ focus vào những cái
column nào mà liên quan đến dinh dưỡng mà thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ phải drop đi những cái irrelevant field, tức là những cái cột nào mà nó không liên quan đến cái chất dinh dưỡng, chẳng hạn như là rating là chắc chắn không liên quan rồi, cũng như là cái kệ đựng cái loại ngũ cốc này, cũng như là cân nặng của từng cái serve một, hoặc là cái cups, thì hoàn toàn nó không liên quan, nên mình sẽ drop những cái loại này đi. Như các bạn nhìn thấy đây thì chúng ta sẽ có, đây là từ calories cho đến rating, tất cả là numerical, tức là dữ liệu số. Nhưng mà trong cái số dữ liệu số này chúng ta sẽ có bốn cái cột là dữ liệu số, nhưng mà nó không hề liên quan đến cái nutrition data. Bây giờ mình phải drop nó đi, thì mình sẽ làm một cái list có tên là fields, rồi xong các bạn sẽ nhập những cái cột mà không liên quan vào nhé. Sao rồi, weight, cân nặng, cups, cũng như là rating. Sau khi mình đã lập column này xong thì mình sẽ tạo một cái zero data frame new, thì các bạn sẽ bằng là zero data frame, xong rồi các bạn sẽ drop cho mình ha, drop cho mình những cái cột nào mà có trong cái field, tức là mình sẽ drop cột cell, cột weight, cột cups và cột rating. Và khi mà drop cột thì các bạn specify là exit bằng 1. Rồi sau khi drop xong thì các bạn muốn xem coi là cái dữ liệu mới nó như thế nào, các bạn sẽ gõ là zero data frame df gạch dưới name, rồi các bạn gõ head, rồi mình chạy lại nha. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là cái dữ liệu mới của chúng ta, zero data frame gạch dưới new, thì nó đã không còn những cái cột, mặc dù nó chứa numerical nhưng mà nó không liên quan đến những gì mình chúng ta đang nghiên cứu, nên là chúng ta sẽ drop nó đi. Bước tiếp theo, sau khi các bạn đã có dữ liệu rồi thì bước tiếp theo sẽ là các bạn sẽ dùng một cái hàm gọi là hàm correlation, hay còn được biết đến đó là COO. Thì correlate ở đây nó sẽ là một cái phép toán, nó sẽ nhân các cái ma trận giữa những cái hàm lượng dinh dưỡng này với nhau. Nó lưu ý là cái hàm correlation này nó chỉ take, là nó chỉ nhận những cái cột nào mà giá trị của nó là numerical, ví dụ như cột name, cột manufacturer, cột time thì nó sẽ không nhận, tại vì đó là toàn là dữ liệu string, nên là nó sẽ chỉ take những cái column, những cái cột mà nó có giá trị là numerical, là số học, để nó thực hiện những cái phép toán matrix để tìm ra những cái mối tương quan với nhau. Để run cái hàm correlation matrix này rất đơn giản, các bạn chuẩn bị gần gõ cho mình cái tên của cái data frame mới, tức là 0df gạch dưới new, rồi các bạn gọi cái hàm này ra thôi. Cái hàm này đã tích hợp sẵn ở trong data frame, mình sẽ chú thích ở đây là dùng để get correlation data. Rồi sau khi xong thì mình cũng nên gán cho nó một cái biến, tức là zero correlation, tức là mình sẽ gán vào trong cái biến này. Bây giờ mình sẽ in cái biến này ra thử nha các bạn. Thì sau khi mà cái hàm correlation này nó run ở trên, nó thực hiện ở trên cái data frame mới của chúng ta ở đây, thì nó sẽ return cho các bạn một cái ma trận gồm những cái chất dinh dưỡng và nó sẽ tương quan với nhau. Nó sẽ thực hiện cái phép toán correlation với nhau. Ví dụ như ở đây các bạn thấy calorie, nó perform calorie với calorie với calorie chắc chắn là một rồi, tại vì nó chính là nó. Rồi xong nó perform chất calo với protein, thì các bạn thấy là cái độ tương quan rất là thấp, chỉ khoảng 0.01 mà thôi. Calorie với chất béo thì nó tương quan tốt hơn một chút, là khoảng 0.49. Đấy, rồi có những thứ như là fat là chất béo nè, fat ở đây chất béo với lại sodium là canxi, thì nó là không thậm chí nó không tương quan với nhau mà nó còn âm nữa. Thì đó là cách để các bạn có thể tìm ra được những mối quan hệ, mối tương quan những cái dữ liệu trong một cái data frame. Thì bước tiếp theo là chúng ta sẽ trực quan hóa cái ma trận này, tại vì hiện tại các bạn nhìn vào đây các bạn rất là khó để mà spot được coi là những chất nào thì nó correlate, nó tương quan với nhau, những chất nào thì nó không tương quan với nhau. Thì đây các bạn có nhớ là hồi nãy mình đã chỉ cho các bạn, nếu mà các bạn nhận một cái ma trận như vậy thì cái đồ thị mà mình hay nghĩ đến đó chính là heat map. Heat map nó sẽ highlight những cái cường độ này tùy vào những cái giá trị cho cái ma trận này. Nếu mà âm thì nó sẽ đổi một cái màu khác với lại cái màu dương. Khi mà các bạn nhìn vào cho cái ma trận này, các bạn sẽ dễ dàng spot được những cái combination nào là những cái cặp nào nó tương đồng với nhau. Và nếu mà các bạn để ý nữa thì các bạn sẽ thấy là có một cái đường chéo toàn là những số 1, tức là những cái chất này nó tự correlate với nhau nên nó ra là 1. Và những cái phía ở trên này nó là lặp lại của phía ở dưới, nên mình chỉ muốn lấy cái phần tam giác ở dưới này thôi, còn cái phần tam giác ở phía trên mình sẽ không muốn lấy, tại vì nó hai cái nó giống nhau nên mình sẽ bỏ đi phần trên. Thì để làm được việc này chúng ta sẽ làm một cái hàm, một hàm once. Chúng ta sẽ dùng cái hàm once line của NumPy cung cấp để nó build một cái matrix, build a matrix.
về những cái boolean, boolean tức là những cái tán tử true hoặc là false đó các bạn, true hoặc là false nha. With the same shape of as our data thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái biến mới có tên là once correlation rồi np chấm once like. Cái này là do NumPy cung cấp, tức là bạn sẽ tạo ra một cái NumPy array mà nó cũng tương tự như cái NumPy của zero correlation. Nên các bạn specify cho mình cái zero correlation vào đây, rồi cái dữ liệu các bạn muốn đó là dtype thì các bạn muốn nó là boolean. Rồi sau khi các bạn tạo xong các bạn sẽ chạy thử để ra kết quả nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy là cái hàm once line này nó đã tạo một cái NumPy array mà ở đó thì các cái giá trị trong cái array mới này nó toàn là true, là cái biến dữ liệu là boolean. Và cái size của thằng once correlation này nó giống chang cái size của thằng zero. Thì để confirm thì chúng ta có thể in cái shape của nó ra nha các bạn. Once correlation.shape cũng như là zero correlation.shape thì hai cái đều là 9 nhân 9. Tiếp theo thì mình lại sử dụng một cái hàm nữa của NumPy có tên là true. Thì cái hàm true này á sẽ return là upper triangle of matrix, tức là mình chỉ muốn một nửa của cái ma trận này nó là dương true, còn nửa còn lại sẽ là false. Thì mình sẽ dùng cái hàm true này nha các bạn. Rồi, để mình tạo một cái mask. Các bạn cứ làm theo mình đi rồi từ từ các bạn sẽ hiểu là lý do vì sao mình sẽ cần một cái mask nha. Các bạn sẽ one correlation. Sau khi có one xong correlation xong mình sẽ có một cái mask. Thì bây giờ cái mask nó đã tách cái ma trận cái NumPy array one correlation ra thành hai nửa. Cái nửa phía trên là cái đường chéo này các bạn thấy nè, thì toàn bộ là true, còn nửa phía dưới là false. Mục đích là để khi mà các bạn vẽ cái heatmap thì các bạn cung cấp thêm cái mask vào trong cái hàm heatmap thì nó sẽ chỉ vẽ một nửa cái hình tam giác bên dưới mà thôi, còn hình tam giác bên trên nó sẽ bỏ đi. Tại vì vấn đề là hai thằng này giống nhau nên là mình chỉ cần một nửa hình tam giác bên dưới là cũng đã đủ để mà các bạn có thể tìm hiểu về dữ liệu rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vẽ thôi. Các bạn sẽ chọn SNS nha, rồi heatmap. Rồi các bạn muốn vẽ cái gì? Các bạn muốn vẽ dữ liệu đó là zero correlation và các bạn vẽ ra cho mask thì bằng chính là bằng cái mask ở phía trên này. Rồi các bạn chạy thử nha. Rồi mình chấm phẩy lại. Thì bây giờ các bạn thấy là thay vì nó vẽ full, bây giờ mình sẽ remove cái mask này ra trước đã. Thay vì á là nó vẽ full một cái correlation heatmap như vậy, nhưng mà thật ra cái heatmap này nó sẽ đối xứng với nhau. Các bạn sẽ thấy nè. Đối xứng với nhau qua cái đường chéo này. Cái màu này giống màu này đúng không? Rồi màu cam này giống màu cam này, màu hồng đậm giống màu đậm này. Nó đối xứng với nhau làm cho chúng ta bị rối mắt. Nên tốt nhất là chúng ta dùng cái mask để chúng ta chỉ lấy một nửa của cái hình ở dưới đây thôi. Thì chúng ta sẽ specify mask thì bằng là mask chính là cái mask mà chúng ta đã tạo ra. Thì nó sẽ return cho các bạn là một nửa của cái heatmap mà thôi. Nhưng mà khi mà các bạn dùng cái mask này các bạn sẽ để ý nè, khi mà chúng ta remove cái tam giác ở phía trên thì nó cũng cắt luôn cả cái đường chéo đây, nên là các bạn sẽ thấy cái hàng calories cũng như là cái cột vitamins ở đây nó đã bị biến mất. Tại vì các bạn nhìn thấy đây nè, đây chính là vitamin nè, nguyên cái cột vitamin bằng true, nên là cái mask nó true nên nó sẽ xóa đi, nó sẽ xóa đi phần này. Thì để cho cái hình nó đẹp hơn thì bây giờ mình sẽ điều chỉnh cái mask này một chút. Thì mình sẽ không lấy cái đường này cũng như sẽ không lấy cái cột này cho cả cái mask lẫn cái zero. Mình sẽ bỏ đi cái hàng số 1 và cái cột cuối cùng ở đây luôn, cho cả zero correlation cũng như là cái mask. Rồi, thì để bỏ thì rất đơn giản thôi. Các bạn sẽ có một biến mới đi, adjust this mask, là cái mask đã được điều chỉnh rồi. Thì cái mask điều chỉnh nó sẽ là nó sẽ không lấy cái hàng đầu tiên, không lấy cái hàng đầu tiên, tức là nó sẽ xuất phát từ hàng số 1. Tại vì hàng đầu tiên sẽ là hàng số 0, nên bây giờ các bạn không lấy hàng đầu tiên, tức là các bạn sẽ xuất phát từ hàng số 1. Và về cột, các bạn sẽ không lấy cột cuối cùng, nên là nó sẽ xuất phát từ cột số 0 và nó kết thúc ở cột cuối cùng trừ 1. Trong Python đó, thì khi mà các bạn kết thúc ở cái trừ 1, tức là cái cột cuối cùng, mà khi mà các bạn kết thúc ở cái cột cuối cùng đó, thì nó đồng nghĩa việc nó sẽ không include, nó sẽ không bao gồm cái cột cuối cùng. Nên cái mask của các bạn sẽ là như vậy, các bạn sẽ check lên mình nha.
thì các bạn sẽ nhìn thấy là bây giờ nó đã cắt cái row đầu tiên so với lại cái mask ban đầu, và nó cũng cắt luôn cả cái cột cuối cùng so với lại cái mask ban đầu ở phía trên. Rồi tương tự như vậy, mình cũng muốn chỉnh lại cái mình cũng muốn adjust lại cái mình cũng adjust lại cái zero correlation matrix luôn. Tức là mình ở đây mình cũng sẽ cắt luôn, mình sẽ không lấy cái hàng đầu tiên và cũng không lấy cái cột cuối cùng luôn. Để khi mình áp dụng cái mask thì nó sẽ đẹp hơn. Chúng ta sẽ có là zero correlation. Rồi các bạn cũng làm giống vậy nha. Nhưng mà cái này là do là nó đang là data frame nên là các bạn phải dùng là cái iLocation, rồi các bạn cũng chọn cho mình. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ vẽ cái heat map này thôi. Thì để vẽ heat map, các bạn sẽ SNS xong rồi các bạn heat map. Rồi các bạn specify data cho mình. Data ở đây chính là cái adjust the zero correlation. Và mask bây giờ sẽ là adjust this mask. Tức là được điều chỉnh. Thì mình chỉnh phẩy. Thì bây giờ các bạn sẽ thấy là cái đồ thị của mình nó đã không còn cái dữ liệu dư đây nữa, tại vì mình đã cut cái hàng đầu tiên cũng như là cột cuối cùng rồi, nên là nó đã đẹp hơn rất nhiều. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ điều chỉnh cái hình này cho nó đẹp hơn nha các bạn. Thì các bạn có thể specify cho mình thêm cái mình sẽ adjust cái size của cái đồ thị này. Thì các bạn có thể dùng Pytorch API. Bây giờ mình muốn dùng OOP API đi. Cái này mình đã dựng hướng dẫn các bạn trong cái Matplotlib, hướng dẫn thần động Matplotlib rồi. Các bạn sẽ vào figure size thì bằng là 18. Thì bây giờ figure size nó lớn hơn rồi đúng không các bạn? Nó sẽ adjust bigger là lớn hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ muốn là nó in ra các cái giá trị ở trên cái từng cái hình một ở luôn, tại vì mình nhìn đây mình giống hoa màu nó hơi khó chịu, nó hơi khó, là các bạn có thể share cho mình thêm biến anode hay là biến đến annotation. Thì bây giờ nó sẽ anode là nó sẽ in giá trị của từng cái ô ở đây, ví dụ như protein correlate với lại calories là 0.19 0.019, các bạn sẽ giống lên đây lại thì protein và calorie là 0.019 đấy. Thì bây giờ các bạn đã nhìn thấy nó rõ ràng hơn rồi đúng không? Nhưng mà mình sẽ trang trí cho đẹp hơn tí nữa rồi mình sẽ phân tích luôn nha. Rồi các bạn sẽ format FMT. Các bạn chỉ muốn hai chữ số thập phân mà thôi thì các bạn chấm 2F. Các bạn chạy lại thì bây giờ nó đã làm tròn thành hai chữ số thập phân. Tại vì hồi nãy là 3 4 chữ số thập phân khá là nhiều. Và mình cũng thích cái color map này, mình muốn làm màu xanh. Color map vậy thì muốn muốn là màu xanh thì bạn specify scene map, các bạn specify cho mình là blues. Thì bây giờ nó là đẹp hơn rồi đúng không các bạn? Rồi cái color bar ở đây thì mình muốn nó bắt đầu từ trừ 1 cho đến 1. Thì mình sẽ specify là v min bằng trừ 1, v max bằng 1. Đấy thì bây giờ cái thanh color bar của các bạn nó đã được điều chỉnh là từ trừ 1 cho đến 1 rồi. Và mình muốn có cái đường ngăn cách là đường ngăn cách màu trắng để nó tách ra nhìn cho nó rõ ràng hơn các bạn. Thì mình sẽ dùng cái light color và line width thì lại bằng 0.5 chẳng hạn. Bây giờ nó là cắt ra thành từng cái ô riêng lẻ như vậy thì nhìn nó sẽ đẹp hơn đúng không các bạn? Và nếu như các bạn cảm thấy là cái màu C-Map Blue này nó không có thể nào bắt mà các bạn muốn bắt mắt hơn á, các bạn có thể tạo cho mình một cái thanh màu riêng cũng được. Thì chúng ta sẽ sử dụng một cái gọi là diverging palette. Diverging palette tức là các bạn sẽ sử dụng một cái palette màu, là một cái thang màu theo ý thích của các bạn. Thì các bạn hãy vào trang web hosl.uv để các bạn chọn cái màu mà các bạn mong muốn, thì nó sẽ tách cái chart của các bạn ra thành thành cái thang màu mà các bạn specify ở đây. Thì các bạn sẽ specify cho mình những cái hue, những cái mã màu ở đây, rồi các bạn lưu cái biến C-Map này. Thay vì giờ chọn là Blue thì các bạn sẽ pass cho mình cái biến C-Map vào luôn. Rồi mình chạy lại thì các bạn sẽ thấy là bây giờ cái thang màu nó đã chuyển thành từ hồng sang xanh. Rồi ngoài ra bây giờ mình muốn adjust, mình muốn điều chỉnh những cái Y label và X label này cho nó in hoa lên. Thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần dùng như thế này nha. Bây giờ các bạn thấy nè, là cái X label nó chính là X label chính là cái column name ở đây. Và Y label đó là cái trục Y, nó chính là những cái index của cái ma trận zero chấm correlation. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm cho nó viết hoa bằng cách là các bạn sẽ
dùng cho mình nha. Các bạn sẽ có một cái biến gọi while tick đi. Rồi các bạn sẽ dùng cho mình cái này gọi là list comprehension, tức là for I in adjust the zero correlation. Rồi bây giờ như các bạn đã biết thì cái while label này, tức là cái những cái label ở trục y, nó chính là những cái index của cái data frame adjust the zero. Các bạn sẽ thấy nè, đây là những cái while label, nên là mình chỉ cần chấm index. Thì bây giờ mình muốn làm gì với từng cái y while label này một, thì mình chỉ muốn là y chấm upper thì nó sẽ in hoa ra. Tương tự như vậy mình sẽ có x label, x ticks thì cũng là một cái list comprehensive như vậy, cũng for y in adjust this zero correlation, nhưng mà ở đây sẽ là chấm columns thì nó sẽ return cho các bạn từng cái tên của từng cái column một này một, và các bạn muốn nó là upper, tức là cho nó in hoa lên. Và sau đó thì các bạn sẽ set cái while label này thôi. Thì hồi nãy các bạn đã mention và các bạn đã dùng cái hàm của mình là, hồi nãy các bạn đã dùng cái gọi là object oriented API, cái này mình đã chỉ trong matplotlib rồi. Thì thật ra seaborn nó xây dựng dựa trên matplotlib, nên khi mà các bạn call một cái object API này, các bạn vẫn có thể sử dụng được cho cái đồ thị seaborn này luôn. Thì các bạn chỉ cần muốn set rồi while label, while label có s nha các bạn, tại vì mình muốn set nhiều while label. Rồi các bạn pass cho mình cái hàm while tick, tức là các bạn pass cái label mới, rồi các bạn rotate nó, rotation thì bằng 0 chấm phẩy cái nào. Thì khi các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ thấy là cái trục y của các bạn bây giờ nó đã in hoa ra rồi. Tương tự như vậy, các bạn muốn set cho cái trục x thì các bạn cũng set last, set x label. Rồi đây các bạn sẽ pass là x ticks, mà mình muốn rotate 90 độ. Thì bây giờ cái biểu đồ của chúng ta đã nhìn nó có vẻ professional hơn, chuyên nghiệp hơn. Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ set cho nó một cái title, tức là cái tiêu đề của cái hình này, đó chính là correlation, correlation matrix sample zero composition, tức là một cái ma trận tương quan giữa những cái chất dinh dưỡng có trong các loại ngũ cốc. Và sau khi các bạn có biến title, các bạn sẽ cần hai x, các bạn set title. Rồi các bạn cho mình cái biến title ở đây nha. Các bạn pass cái biến title này vào trong cái hàm này, và các bạn muốn specify location, các bạn sẽ chọn left hay right gì đó để được. Và các bạn hãy adjust font size bằng 18 chẳng hạn. Mình chạy thử. Wow, có vẻ khá đẹp hơn rồi đúng không các bạn? Bây giờ mình muốn cho cái font size của mấy cái này lớn hơn một chút thì mình mention vào đây thôi, font size của while label là bằng 13 đi. Font size của x label cũng mình cho là 13 luôn. Nhìn nó vẻ to hơn rồi đúng không các bạn? Muốn chỉnh cho cái số liệu của những annotation ở đây to hơn một chút nữa thì các bạn sẽ dùng thêm một cái nó gọi là annotation keyword. Rồi mình cũng cho nó là 13 luôn. Thì bây giờ những cái chữ này, những cái annotation này nó là to và có thể dễ dàng nhìn rõ hơn. Thông qua cái đồ thị heatmap correlation matrix này thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra là những cái chất mà nó tương quan với nhau, nó có những mối quan hệ tương quan với nhau, chẳng hạn như là fiber và potassium thì nó là đến 0.9%, là 0.5 protein và potassium, hoặc là calorie và sugar thì nó cũng khá tương quan với nhau. Chỉ trong sugar chắc chắn là sẽ có nhiều calories. Đấy là một trong những cái cách mà các bạn có thể tìm được những mối quan hệ tương quan của dữ liệu, thay vì các bạn nhìn vào cái một cái matrix rất là khô khan như thế này thì các bạn hãy trực quan hóa lên và các bạn hãy tìm ra được ngay những cái pattern của dữ liệu của các bạn. Thì đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video của ngày hôm nay. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến giờ phút này, và đừng quên nhấn like, share, comment cũng như subscribe channel của Code Explore để đón xem những video thú vị và bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thanks, bye.